Xin chào các bạn, hôm nay Jason sẽ cùng các bạn xem đánh giá một dòng xe thuộc phân khúc thể thao hạng sang của hãng Mercedes-Benz, một thương hiệu của người Đức, đó là dòng SL 2022. Là một trong những dòng xe sang, nhờ có thiết kế sang trọng và giá cả hợp lý, hiện tại Mercedes-AMG SL 2022 ra mắt có thiết kế mui mềm với 4 chỗ, hai ghế trước dành cho người lớn và hai ghế sau dành cho trẻ em vì khoang hơi nhỏ. Mercedes quyết định thay đổi động cơ và hệ thống dẫn động với dòng xe SL, chuyển sang hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Mercedes SL là một chiếc xe đã từng gây tiếng vang lớn trong thế giới xe thể thao hai cửa. Nhưng vào gần một thập kỷ vừa qua, thì dòng xe này có dấu hiệu lu mờ. Chiếc SL từng được công nhận rộng rãi như một biểu tượng thành công. Vẻ ngoài của SL mờ dần với thế hệ 230 ra mắt vào năm 2002 và thế hệ R31 được sản xuất vào năm 2012 cho đến nay. Hãng đã đưa ra chiến lược tìm cách rũ bỏ sự ảm đạm, cho nên thế hệ hoàn toàn mới của Mercedes SL 2022 đã được thay đổi hoàn toàn với những thiết kế ấn tượng nhất. Sự thay đổi và sự phát triển cho dòng xe Mercedes SL thế hệ mới đã được chuyển giao cho bộ phận AMG. SL 2022 ra mắt mang một phong cách AMG mới và Mercedes tuyên bố rằng không có gì ở thế hệ R232-2022 được tiếp nối từ chiếc xe tiền nhiệm hoặc chia sẻ với AMG GT Roadster. Tóm tắt chung, đây là một chiếc xe được phát triển hoàn toàn mới của hãng Mercedes-Benz. Khách hàng sẽ không thấy có nhiều sự lựa chọn như là SL 450, SL 550 hoặc SL 63 và SL 65, cũng như không còn sự hiện diện động cơ V6. Các phiên bản hiện tại chỉ có thể mua ở dòng SL 2022, đó là SL 55 và SL 63. Cả hai đều sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4 lít. Tuy nhiên, lần đầu tiên động cơ của SL sẽ cung cấp năng lượng cho cả 4 bánh vì hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MADIC cộng của AMG là trang bị tiêu biểu trên cả hai phiên bản. Ở phiên bản SL 55 có thể khoác lên mình gói Chrome hoặc gói AMG Night, tạm dịch là phiên bản bóng đêm, trong khi SL 63 cung cấp gói AMG Exterior Carbon Fiber và gói AMG Aerodynamic. Tất cả các phiên bản SL mới đều có cửa gió chủ động trên cửa hút gió phía trước và cánh gió sau có thể thu vào. Nhìn từ phía trước, SL có lưới tản nhiệt thanh lọc Panamericana. Điều này khiến nhiều người nhận định trông giống AMG GT Roadster hiện nay. Dưới nắp capo xe, SL bỏ qua động cơ V6 tăng áp kép trước đó để chuyển sang sử dụng hai động cơ V8 loại M117V8 trong SL 55, tạo công suất 469 mã lực và mô men xoắn 700 Nm. Viên bản SL 63 tạo ra 577 mã lực và mô men xoắn là 800. Ở cả hai phiên bản, động cơ lắp ráp thủ công được kết hợp với hộp số tự động AMG SpeedShift MCT 9 cấp với chức năng kiểm soát khởi động Restart. Mercedes cho biết thời gian tăng tốc từ 0 cho đến 100 ước tính tại nhà máy là 3,9 giây cho SL 55 và 3,6 giây cho SL 63. Bộ visai hạn chế trượt điều khiển điện tử phía sau là trang bị tiêu chuẩn trên S 63 và tùy chọn trên S 55. Diện màu mới của SL mượt mà và tròn trịa hơn, với cabin lớn hơn, chiều dài mui vừa phải và đuôi được thiết kế gọn gàng hơn. Cụm đèn trước và sau cũng đã thay đổi. SL mới có thêm khoảng 117mm giữa các trục, với chiều dài cơ sở tăng từ 2.583mm lên 2.007mm. Ngược lại, chiều dài tổng thể chỉ tăng từ 70mm lên 4.704mm. Chiều rộng tăng thêm một chút lên 1.911mm. Cả hai phiên bản đều có kích thước bánh trước là 20x9 inch và bánh sau là 20x11.5 inch với sự lựa chọn khác là 21 inch. Trong khi hai thế hệ SL trước đặc trưng với mui cứng có thu vào, Mercedes đã trở lại với mui mềm cổ điển cho thế hệ mới, đánh dấu một sự khởi đầu quan trọng khác. Mui bạc ba lớp có trọng lượng nhẹ hơn 20,8 kg so với phần mui cứng có thể thu vào trước đó và có thể nâng lên hạ xuống trong vòng 15 giây ở tốc độ lên đến 60 km/h. Khoang hành khách kéo dài và bổ sung một cặp ghế nhỏ phía sau, một tính năng từng xuất hiện trên mẫu R107 vào những năm 1980. Trong nội thất, chúng ta có thể thấy cabin cũng có một cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm lớn, nhưng chúng không được hợp nhất dưới một tấm kính như ở một số mẫu xe của Mercedes. Thay vào đó, SL sử dụng các màn hình riêng đặc biệt như ở S-Class mới. Tuy nhiên, trên SL thế hệ mới, màn hình trung tâm 11,9 inch hướng dọc có thể điều chỉnh góc để dễ nhìn hơn khi nhìn từ trên xuống, phù hợp khi mở mui.
Tất nhiên, hệ thống thông tin giải trí chạy trên hệ điều hành MBUX mới, bao gồm trợ lý kỹ thuật Hey Mercedes, ghế đa năng chủ động với chức năng massage là tiêu chuẩn, cũng như hệ thống sửa ở cổ Aircraft của Mercedes. Jochen Harman, giám đốc kỹ thuật của Mercedes AMG, xác nhận rằng SL mới cũng dự kiến có hệ thống plug-in hybrid e-performance của AMG, là hệ thống động cơ xăng điện. Có nghĩa SL sẽ có phiên bản sử dụng kết hợp động cơ V8 4 lít với một động cơ điện cung cấp năng lượng cho bánh sau và cũng có thể cung cấp lên tới 804 mã lực và mô men xoắn là 1.000. Hiện tại giá của Mercedes-AMG SL 2022 vẫn chưa được công bố, nhưng ước tính giá bán cơ sở của SL 55 sẽ rơi vào khoảng 100.000 USD, khoảng trên 2 tỷ 3 đồng Việt Nam, và giá của SL 63 sẽ cao hơn khoảng 20%. SL mới sẽ đến các đại lý vào nửa năm 2022 trong thị trường Mỹ. Nếu nhập khẩu một chiếc về Việt Nam thì ước tính giá có thể lên tới khoảng 7 tỷ đồng. Mình xin kết thúc phần đánh giá dòng Mercedes SL năm 2022 tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại.